chế tạo vượt qua chế giễu. Phê Trèo ơi, anh vừa hoàn thành xong bài báo cáo về việc sáng chế ra chiếc máy làm hộp đựng thuốc lá bằng giấy rồi này. Ôi, thật như thế hả? Nếu vậy thì quả là rất tuyệt vời rồi. Anh thật sự đang rất háo hức đợi đến ngày nhận bằng sáng chế đi. Bánh gì ngon thế em? Khoan. Có chuyện gì mà em lo lắng vậy? Chiếc bánh này có bột mì trong đó đó. Mau nhả ra đi anh. Ấy chết, nguy hiểm quá. Lần sau á, anh phải cẩn thận hơn. Nếu như không muốn cơ thể lại dị ứng, ngứa ngáy và nổi mẩn đấy nhé. Thật sự là anh quá chán nản vì căn bệnh dị ứng với lúa mì, lúa mạch này quá rồi. Chẳng ai lại đi dị ứng với thực phẩm lành tính thế này. Cơ thể anh thật khó chịu mà. Thôi nào, ai cũng đều gặp một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà. Có những căn bệnh dị ứng còn lạ hơn anh đấy chứ. Anh sẽ đi ăn với bạn ở nhà hàng vào chiều nay để cảm ơn người bạn ấy đã giúp đỡ anh trong quá trình nghiên cứu. Thế nên em và cả nhà cứ ăn cơm trước đi nha. Dạ. Hôm nay cậu ăn gì á thì cứ gọi, tôi sẽ khao. Ôi anh Stone, anh làm gì mà mời em đi ăn ở nhà hàng sang trọng thế này chứ? Đây là lời mời cảm ơn vì em đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong những buổi nghiên cứu và phát minh. Trong quá trình ấy, em cũng học hỏi được nhiều điều mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Trong quá trình đợi quý khách gọi món, nhà hàng chúng tôi xin gửi tặng quý khách 2 ly nước để dùng ạ. Wow, nước ngon lắm anh ạ. Uống vào mát cả người. Anh thử miếng đi Stone. Cũng ngon và mát thật đấy. Nhưng hình như anh cảm thấy vị của nó vẫn chưa trọn vẹn. Không biết là vì sao. Cái lớp gì thế này nhỉ? Đó có thể là lớp mùn ạ. Vì ống hút làm từ thân lúa mạch, lúa mì nên sẽ thường có những ván mùn như thế ạ. Đây là điểm đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Cái gì cơ? Chiếc ống hút này được làm từ thân lúa mì, lúa mạch ư? Không ổn rồi, tại sao cậu lại không nói trước chứ? Anh sao thế? Anh bị dị ứng với lúa mì và lúa mạch. Chết rồi, kiểu này không biết anh sẽ bị ra làm sao đây. Cơ thể anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và các nốt đỏ dị ứng nổi lên càng lúc càng nhiều rồi. Anh cần về nhà ngay. Ôi trời ơi, nhìn xem, cơ thể anh ta nổi đầy những nốt đỏ kìa, ghê quá. Nghe nói cậu ta bị dị ứng với lúa mì, lúa mạch đấy. Trời ạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dị ứng với lúa mì, lúa mạch trên đời đấy. Làm sao có thể dị ứng với cái thứ quan trọng như vậy chứ? Bị dị ứng như vậy mà còn tập làm sang, uống bằng ống hút làm gì? Stone à, để em đưa anh về. Chúng ta cần phải nhanh chóng đi đến bệnh viện thì hơn. Nhìn anh có vẻ không được ổn rồi. Dị ứng như vậy mà còn tập làm sang, uống bằng ống hút làm gì? Không, không, đừng cười nhạo tôi mà. Anh lại gặp ác mộng à? Anh đang ở đâu thế này? Anh đang ở trong bệnh viện. Anh hôn mê một ngày một đêm rồi, làm em lo lắng muốn chết đấy. Bây giờ anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ? Cơ thể anh phản ứng với lúa mạch, lúa mì rất dữ dội. Cứ nóng ran và sốt cao mấy hôm nay. Em lo lắm đấy. Bây giờ trong bụng anh vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu. Vẫn còn cảm giác ngứa râm ran hết cả người. Anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người phải khổ, phải lo lắng cho anh. Được thấy anh hồi phục là mọi người đã vui rồi. Bệnh dị ứng này cũng dễ tránh, chứ không có gì quá khó. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy bỏ ngoài tai những lời dị nghị, giễu cợt nha anh. Mấy đêm liền em đều nghe tiếng la thất thanh của anh á. Anh bị ám ảnh những tiếng cười nhạo,
chúng nó thật khó nghe. Nếu cái gì liên quan tới lúa mì, lúa mạch thì anh sẽ chủ động thay thế nó bằng một chất liệu khác. Đúng rồi, nếu vậy thì anh sẽ tìm cách tạo ra chiếc ống hút bằng vật liệu mới, để những người trong nhà hàng đó không còn cười nhạo anh nữa. Em sẽ ủng hộ anh hết mình. Mình sẽ dùng chất liệu gì để có thể thay thế chiếc ống hút bằng thân lúa mì, lúa mạch thế này nhỉ? Nếu dùng ống sắt thì có thể sẽ không an toàn. Đã vậy giá thành có thể lại quá mắc nữa. Chết rồi. À, tại sao mình lại không dùng giấy để làm ống hút nhỉ? Nó vừa rẻ, lại vừa dễ làm mà cũng không gây hại gì đến sức khỏe người tiêu dùng. Chỉ cần dùng lớp màng bọc thấm nước là yên tâm rồi. Hay quá đi. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm cách để tạo hình những chiếc ống hút bằng giấy này. Trước tiên mình sẽ phải làm sao để nó có hình trụ tròn dài và rỗng bên trong, đồng thời phải nhỏ như thân những cây lúa mì, lúa mạch này. Sau khi đã tạo hình xong thì mình phải tìm vật liệu để kết nối và định hình những tờ giấy này lại. Có lẽ keo hồ là thích hợp nhất nhỉ, vì ít ra nó cũng không có gì độc hại. Để xem chiếc ống hút này hiệu quả như thế nào đã. Mình không ngờ chúng lại nhanh chóng bị thấm qua lớp màng bọc như thế, rồi làm mềm nhũn ra. Mình phải làm cách nào để giấy có thể hút nước được một thời gian mà không nhanh chóng bị mềm nhỉ? Con gái mình thường làm thủ công với một loại giấy bóng mang tên Manila. Hay là mình dùng giấy đó để tạo thành ống hút thì thế nào nhỉ? Lần này thì thời gian sử dụng những chiếc ống hút này sẽ được lâu hơn đây. Để thử xem nào. Lại thất bại nữa rồi. Mặc dù thời gian sử dụng được lâu hơn so với giấy thông thường, nhưng ống hút giấy Manila vẫn bị thấm nước và cũng sẽ mềm đi trông thế. Chán quá đi. Anh Stone ơi, anh có thể ra ngoài hiên lấy giúp em mấy cây đèn cầy vào không? Được rồi, cứ để đó cho anh đi. Chúng đây rồi. Nước mưa đang trượt trên thân những chiếc đèn cầy này. Chúng hoàn toàn không bị ngấm nước. Liệu mình có thể dùng chúng để tráng lên giấy không? Stone, anh làm gì cứ đứng thừa người ra thế? Bây giờ anh lại tìm ra được một cách khác để khiến giấy cứng cáp hơn rồi. Cách gì đấy? Anh sẽ thử tráng sáp paraffin lên giấy Manila. Anh tin là nó sẽ hỗ trợ để giấy chống thấm nước tốt hơn. Rachel, em xem này. Không, em hãy dùng nó thử xem sao. Em không cảm thấy mùi gì khó chịu từ ống hút giấy này, nên vị nước vẫn được giữ nguyên. Đã vậy, chiếc ống hút cũng không bị ướt và mềm nhũn ra nữa. Rachel ơi, anh đã thành công rồi. Em không đến trễ cuộc vui đấy chứ? Không hề, anh hẹn em đến đây để thử chiếc ống hút giấy mới phát minh này của anh đấy. Hay quá anh ơi, em cảm thấy ống hút này không có lớp mùn khó chịu như những ống hút khác, lại bảo vệ môi trường, một ưu thế tốt đấy ạ. Chúc mừng anh. Này anh có thể cho em xin vài cái ống hút giấy đó được không? Em sẽ vừa sử dụng và vừa quảng bá nó đến với mọi người. Anh rất sẵn lòng cho em thêm một tá ống hút nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhiều người bắt đầu cảm thấy thích thú với phát minh này vì giá thành rẻ và độ tiện dụng, nên ưu ái đặt tên là ống hút hiện đại. Và ống hút hiện đại dần chiếm lĩnh thị trường trước khi ống hút nhựa ra đời vào nhiều năm sau. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật
về Marvin Chesterton, người đã phát minh ra chiếc ống hút hiện đại vào năm 1888 tại Mỹ. Lời thầy phán. Chà, đón con dâu tương lai của Khác nhiều món ngon ghê. Thằng Bảo nhà mình lần đầu dẫn bạn gái về nhà, chứng tỏ là nó đã chung kết con bé này rồi. Tôi cũng phải tiếp đãi chu đáo mới được chứ. Con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Hai đứa về rồi à. Mau, mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Một lát ăn xong, cháu cho bác xin cái ngày giờ sinh với tháng sinh chính xác của cháu nhé. Dạ. Giờ sinh của cô ấy làm gì? Thì để mẹ đi xem tuổi hai đứa có hợp với nhau không. Mẹ mới biết ông thầy này nói chuẩn lắm. Kìa bà, lại thế rồi. Mấy cái trò bói toán đấy có đáng tin đâu mà. Trời ơi, ông thì biết cái gì. Người ta chẳng bảo có thờ có thiên, có kiên có lành sao. Cháu cứ đưa cho bác xem nhé, mất gì đâu. Dạ vâng ạ. Con nghĩ mẹ chẳng cần xem đâu. Con với Ngọc yêu nhau cũng đã năm nay rồi. Chúng con rất hợp nhau. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn biết cả võ nữa. Nên con rất yên tâm. Kìa anh. Thế thì nhất anh rồi còn gì. Không được, tụi hai đứa đó không hợp nhau, không thể lấy nhau được. Hơn nữa, tụi đứa con gái còn khắc với bà. Con gái mà học võ là không nên rồi. Nếu cưới nó về, bà sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là họa sát thân nữa. Ôi, ơi là trời, khi không lại đạp xuống cống thế này, hôi quá đi mất. Sao xui thế không biết nữa. Xin lỗi chị, tôi vô ý quá. Cái gì thế này, không lẽ ông thầy nói lên vậy sao? Sao ạ, chia tay với Ngọc sao? Đúng, mẹ đã quyết định rồi, còn với nó không thể lấy nhau được đâu. Mấy cái lời thầy bói nói vớ vẩn mà mẹ cũng tin sao mẹ? Con nhìn người mẹ mà xem này, còn không đúng hay sao? Còn muốn mẹ xui xẻo đến như thế nào nữa? Mẹ ơi, mới đó mẹ đã đổ lỗi cho Ngọc rồi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Không có trùng hợp gì hết á. Thứ con gái mà võ vẽ đầy mình cũng tốt đẹp cái gì đâu. Lấy nó về, nó đánh cả con lớn mẹ ấy chứ. Mẹ đã quyết định rồi, mẹ không chấp nhận. Mẹ cấm con qua lại với nó, biết chưa? Kìa mẹ. Cháu đi về đi, thằng Bảo không có ở nhà đâu. Cháu chỉ muốn đến tặng hoa bác nhân ngày 20 tháng 10 thôi ạ. Thôi, cảm ơn cháu, nhưng mà bác không có thích hoa. Bác đang bận, không tiếp cháu được đâu. Cháu vui lòng về cho. Sao mẹ lại nói với Ngọc là con không có ở nhà rồi đuổi cô ấy về chứ? Đấy là mẹ còn lịch sự không nói thẳng với nó đấy. Hôm trước mẹ nói với con thế nào rồi? Con vẫn chưa nói với nó hay sao? Con định cãi lời mẹ hả? Làm sao con có thể chia tay với cô ấy vì một chuyện vô lý như vậy được? Nhưng nó là khắc tinh của con và mẹ. Còn lấy nó về nhà này sẽ loạn, có khi còn hại chết mẹ nữa đấy, con biết không? Trời ơi, mẹ đúng là sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghe lời người ta nói linh tinh rồi về áp đặt thế. Mẹ đừng có vô lý như vậy. Con đi gặp Ngọc đi. Em chưa về sao? Ngọc à, em đừng trách mẹ anh nha. Chỉ là tạm thời mẹ anh tin mấy lời bói toán nên có chút thành kiến với em thôi. Anh tin là qua thời gian mẹ sẽ không thể không thích một cô gái tốt như em đâu. Em hiểu mà, em không trách mẹ đâu. Quan trọng là anh thế nào thôi. Rồi anh sẽ thuyết phục được mẹ mà. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này nha. Vâng, em biết rồi. Kìa bà, kể hai đứa nó đi. Tại sao nó không nghe lời tôi? Nó muốn tôi tức chết đây mà. Chúng nó đang yêu nhau thâm thiết thì cứ mặc chúng nó đi. Bà nói một câu là chúng nó bỏ nhau sao?
Hơn nữa bói toán chỉ là mê tín, không có căn cứ, làm sao tin được. Đến cả ông cũng chống lại tôi, rồi đến khi nó khắc chết tôi, bố con ông mới trắng mắt ra. Sáng trà đã xui xẻo đủ đường, đi chợ cũng không yên. Con mụ bán cá đúng là đáng ghét. Tất cả cũng từ phận xui của con bé ấy mà ra hết. Ôi, không. Bác ơi, cẩn thận. Bác ơi, bác không sao chứ ạ? À? Ừ, bác à, bác không sao. Cảm ơn cháu đã cứu bác. Cháu bị thương rồi kìa. Dạ, cháu không sao. Vết thương nhỏ ấy mà. May mà cháu chạy tới kịp, nếu không thì nguy rồi. Ở đây đang xây dựng mà bất cẩn quá, để cháu đỡ bác dậy nha. Ôi dạ, trời, cái lưng của tôi. Để cháu đưa bác vào bệnh viện kiểm tra. Mẹ à, mẹ không sao chứ? Trời ơi, bà đi đứng cái kiểu gì đi ngã thế? Con ra xem cái Ngọc thế nào rồi. Nó bị thương ở đầu đó, không biết có nguy hiểm không nữa. Vâng, thế để con ra xem cô ấy thế nào rồi. Bà Hà, bà sao rồi? Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Số bà là lớn lắm đó. Có con dâu giỏi võ sướng thế đấy. Thấy bảo lúc cái chậu đá rơi xuống, nó phi đến đẩy bà ra như trong phim hành động vậy á. Nhờ thế mà bà thoát nạn đúng không? Trời ơi, thế là chưa gì đã có phúc được nhờ con dâu rồi. Mà bà biết tin gì chưa? Ông thầy bói mà hỏi mình vẫn đi xem, bị công an đến nhà bắt vì tội lừa đảo rồi đó. Giờ hết chỗ xem bói rồi. Thật vậy sao? Thôi, tranh thủ đến thăm bà vậy thôi, nghỉ ngơi đi nha. Cố mà giữ lấy cô con dâu này đó. Hiếm có đứa nào không ngại nguy hiểm tính mạng lao ra cứu mình như thế đâu. Vâng, cảm ơn các bà. Đấy, bà cứ bảo con bé khắc chết bà đi. Hôm nay chính con bé đã cứu sống bà đấy. Không biết là khắc chết hay là bùa hộ mạng của bà nữa. Còn thầy bói của bà đã bị công an bắt rồi đấy, sáng mắt chưa? Tôi biết rồi, ông còn trêu tôi nữa. Thế à, bây giờ bà còn phản đối chúng nó không? Phản đối cái gì chứ, tìm đâu ra đứa con dâu tốt như vậy mà phản đối nữa. Giờ bà mới biết sao. Lát nữa tôi sang kia xem tình hình con dâu tương lai của tôi thế nào nha. Không biết nó có bị thương nặng không nữa. Vận may. Đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Ây chết, để bà lao đầu cho đã nào. Cháu giận vì ba mẹ mà hùng hục tự đi về để mắc mưa thế này cơ chứ. Mà hôm nay cháu tan học sớm vậy. Hôm nay trường được nghỉ chiều để diễn tập cho hội thao ngoại ơi. Cháu lại trượt đội bóng rổ rồi. Tại cái số cháu nó xui, mình thường chả sao. Đến lúc thi chọn đội hình thì toàn đánh trượt. Cái thằng bé này, số má cái gì, bé tí tuổi mà cứ như ông cụ non á. Thật mà bà, cháu chưa bao giờ gặp Mai cả. Mà ước trở thành vận động viên bóng rổ của cháu sắp tan thành bong bóng rồi. Sao có người thì may thế, như thằng Kiên ấy. Kiên may sao hả cháu? Thì bình thường đánh bóng rổ chẳng hay bằng cháu. Vậy mà hôm đi thi nó lại đánh rất ngầu. Thế là được thầy chọn đi dự hội thao rồi. Thì có phải ai cũng được như thằng Kiên đâu. Cháu yêu bóng rổ vậy, bà cũng nhìn cháu đánh rồi. Cháu là một tay bóng cừ đấy chứ. Giờ lại thi trượt thì không buồn sao được. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ tại số mình xui xẻo được. Cháu chắc chắn luôn đấy bà. Không chỉ chuyện bóng rổ, ra đường cháu cũng gặp mưa gió đùng đùng. Có cái ô cũng bị cán rách bươm nữa. Xem ra cháu rất giống bác thợ tiện trong một câu chuyện cổ tích về vận may. Bác ta cũng khẳng định rằng
mình chưa bao giờ gặp may mắn y như cháu vậy đó. Bà lại trêu cháu rồi. Với lại cháu lớn rồi, chả thích chuyện cổ tích nữa đâu. Ừ nhỉ, cháu bà hẳn 9 tuổi rồi, lớn ghê á. Nhưng mà bà thấy giống lắm. Cháu không tin thì nghe thử bà kể xem. Hả, thật không bà? Ừ, thuở ấy đã lâu lắm rồi, có một bác thợ tiện nghèo chuyên làm các loại ô, cán, quai và làm nhẫn, chỉ đủ nuôi miệng mà chẳng dư giả tí gì. Sắp phải đi đưa hàng trong thị trấn thì lại mưa to chứ, đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Quanh ngôi nhà và khu vườn của bác thợ tiện mọc đầy rẫy những bụi cây dại, bởi cây gì trồng cũng chả lên nổi. Chỉ duy nhất có một cây lê, nhưng nó chẳng ra được quả nào. Ấy vậy mà vận may lại nằm ở cây lê không ra quả đó, nằm trong một quả lê vô hình. Hey, người xui nên vật cũng xui theo, thường thay. Mà biết sao, cái số đã định. Số nó đã không cho quả là bị bão quật gãy cả cành thế này. Mình tiện mấy quả lê gỗ cho tụi nhỏ chơi vậy. Dưới bàn tay khéo léo của bác thợ tiện, khúc gỗ vô tri đã trở thành những quả lê gỗ lớn bé xinh xắn mà bọn trẻ con bác thích thú vô cùng. Wow, tuyệt quá, cây lê nhà mình cho quả gỗ mới hay chứ. Những ngày nắng để bọn trẻ nô đùa như thế rất hiếm hoi. Còn lại ở đất nước bác thợ tiện ở, mưa gió liên miên, vật dụng thiết yếu gắn với mỗi người chính là chiếc ô. Bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng chính là tiện những cán ô. Ấy thế nhưng chính nhà bác cũng có mỗi một chiếc ô để dùng, đã thế còn suốt ngày bật chớp. Xui xui, xui thế là cùng. Đến cái ô cũng suốt ngày bung chớp, gió thổi mạnh tí cái là bung, cụp xuống cũng bung. Chẳng tìm thấy cái nút đâu. Nhưng thứ này cũng dùng thay tả mấy chứ. Và thế là bác thợ tiện khoét một cái lỗ vào quả lê, sâu một sợi dây qua đó, và quả lê bé xíu rất vừa để thay thế cái vòng nọ làm thành cái chớp ô. Không ngờ cái chốt này lại quá tuyệt. Không lâu sau đó, khi gửi đơn hàng cán ô vào thị trấn, bác thợ tiện không quên gửi kèm những quả lê gỗ tí xíu và xin người ta dùng thử nó làm nút buộc cho cái chớp ô. Và những quả lê gỗ tí xíu ấy đã tới được nước Mỹ. Ở đó người ta thấy chúng dùng làm nút buộc chớp ô tốt hơn nhiều những cái nút bình thường khác. Thế là bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng làm những nút buộc ô bằng những quả lê gỗ nhỏ xíu với số lượng rất lớn. Hàng nghìn quả lê gỗ ra đời cho tất cả những cái ô. Cả cây lê được chặt xuống và tiện thành những quả lê nhỏ. Những quả lê nhỏ ấy lại mang đến những đồng tiền lớn cho bác và gia đình. Một thời gian sau, với số vốn tích góp được, bác thợ tiện đã mở một xưởng sản xuất. Xưởng của bác giờ không chỉ là xưởng tiện những đồ gia công nhỏ lẻ nữa, mà có thể sản xuất trọn vẹn thành phẩm, chẳng hạn như một chiếc ô hoàn thiện. Thật không ngờ phận may mà mình nghĩ là chả bao giờ mình có được lại nằm trong quả lê. Chớp ô bằng những quả lê gỗ nhỏ ấy chính là tiền đề để làm nên những chiếc ô với chớp chắc chắn, tiện lợi ngày nay mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cháu không ngờ chiếc ô chắc chắn mà mình dùng ngày nay lại có khởi nguồn từ quả lê may mắn ấy. Và từ một người mà tưởng như vận may đã bỏ quên mình. Thế đấy, có những người lúc nào cũng gặp may, có người chỉ gặp vào mùa nào đó nhất định, vào ngày nào đó nhất định. Thậm chí có những người chỉ gặp nó một lần trong đời, nhưng nhất định là chúng ta đều có gặp đó cháu ạ. À, cháu đang nghĩ quả lê gỗ may mắn ấy có chút gì giống với quả táo rơi xuống đầu Newton,
và rồi ông nghiệm ra định luật vạn vật hấp dẫn mà bố cháu đã từng kể. Rất giống, mỗi người sinh ra trên đời đều được tạo hóa gửi theo một món quà may mắn, đặt ở một nơi ta ít ngờ đến nhất. Bà ơi, cháu rồi cũng sẽ tìm thấy món quà may mắn của mình bà nhỉ? Sẽ thấy, chỉ cần cháu tiếp tục cố gắng thôi. Chẳng như việc vào đội bóng rổ, cháu có thể thử sức ở cuộc thi khác kia mà. Dù thế nào, cháu cũng không từ bỏ việc tìm lấy một quả táo hay quả lê may mắn của mình chứ. Cháu nhất định sẽ tìm thấy bà ơi, cháu hứa với bà đấy. Sân ga chiều đông. Trời ơi là trời, sao mình lại được ở cái nơi vắng vẻ, lạnh lẽo như thế này cơ chứ? Một vùng thưa thớt thế này thì cuộc sống mới tẻ nhạt làm sao? Phải sống ở một nơi tẻ nhạt như thế này thì đúng là cuộc sống của mình thật vô vị mà. Sao thế hả, thanh niên trai tráng mà sao mới đầu mùa đông đã rung lập cập vậy cháu? Cháu phục bác thật đấy, bao nhiêu năm làm việc không ngừng nghỉ, sương gió nhiều như vậy, vậy mà bác không hề cảm thấy nhàm chán. Cái nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, cuộc sống nhạt nhẽo quá bác ạ. Ây chết, nhàm chán sao được hả cháu? Cháu cũng đừng vội vã kết luận đây là nơi có cuộc sống nhạt nhẽo nha. Rồi cháu sẽ thấy, chỉ cần chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn diễn ra ở nơi này thì cháu sẽ chẳng còn cảm thấy nhàm chán nữa đâu. Thật vậy ạ bác? Bác ở đây cũng đã rất lâu rồi, có câu chuyện nào đáng nhớ bác kể cho cháu nghe với ạ? Lạnh thế này cháu cũng chẳng ngủ nổi đâu. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi được rồi, bác sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện bác nhớ mãi trong một ngày mùa đông cũng lạnh giá như thế này của mấy năm về trước. Hoàng hồ bác, cháu sẵn sàng lắng nghe rồi đây ạ. Hôm ấy là vào khoảng giữa mùa đông, tiết trời lạnh giá hơn thế này rất nhiều. Lạnh như cắt da cắt thịt, không biết thời tiết này còn kéo dài bao lâu nữa. Thời tiết này mà được ở nhà đắp chăn, uống một tách trà nóng và đọc một cuốn sách thì hay quá còn gì bằng. Lạnh quá. Thích quá đi thôi. Nhanh lên đi con, đi sát mẹ không là lạc bây giờ. Các bạn trong lớp mà nhìn thấy đôi bông tai của mình chắc là sẽ mê tít luôn. Trước giờ chưa bạn nào có đôi bông tai đẹp như của mình mà. Nào, không nghe thấy mẹ nói hả? Nhanh lên con. Con à, con vui lắm khi được đeo đôi bông tai này có phải không? Dạ vâng mẹ ạ, con thấy vui và hạnh phúc lắm. Phải rồi, con có đôi bông tai bên cạnh cũng như là cha con đang ở bên cạnh vậy. Dạ, đôi bông tai này cha đã dồn tất cả tình yêu thương của mình vào đó. Cha đã làm nó cho con trong những ngày cuối cùng trên giường bệnh. Điều đó đủ để con hiểu cha yêu con nhiều như thế nào. Mẹ ơi, với con đây sẽ mãi là đôi bông tai đẹp nhất. Thôi nào con, hãy vui vẻ trở lại nào. Cha sẽ không vui khi nhìn thấy con khóc đâu. Bạn ấy thật là xinh xắn, đôi bông tai lấp lánh đẹp quá. Hình như mình chưa một lần nào được đeo bông tai. Ôi trời ơi, xinh quá, đáng yêu quá à. Xem con kìa, từ khi có đôi bông tai là không chú ý gì xung quanh đâu nhé. Mà cầm cái điện thoại của mẹ cẩn thận, không rơi xuống đất bây giờ. Dạ vâng ạ, tại vì em ấy đáng yêu quá mẹ ơi. Thế có muốn lần sau đi công tác mẹ mua cho một em như thế này nữa không? Dạ không ạ, con chỉ thích một mình em này thôi, không thích thêm một em nào khác nữa. Ước gì cả bố và mẹ mình còn sống, ước gì mình cũng có một kỷ vật nhỏ để thấy bố mẹ như vẫn đang bên mình. Nhanh nào con, tàu chạy rồi kìa.
rơi bông tai rồi. Mẹ ơi, đợi con, con phải tìm bông tai của con. Con cảm giác nó chỉ rơi xuống đây đâu thôi. Đợi một chút, bông tai của con. Ngân à, bỏ đi con, vào trong ngay. Ôi, tiếc quá bác nhỉ. Sao rồi bạn ấy có kịp tìm thấy chiếc bông tai không bác? Lúc ấy bác lại đang lăn bánh rồi nữa. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó mà cháu. Rồi sao nữa ạ bác? Bác kể nhanh đi ạ. Cháu sốt ruột quá. Rồi bất chợt. Trộm cắp hả? Ông đã để phí tận ngực rồi mà vẫn dám làm sao, gan thật. Hôm nay tàu mà chưa chạy thì sống đời với ông rồi. Sẽ kịp mà, cố lên, cố lên. Bạn ơi, bình tĩnh lên tàu, bông tai của bạn nè. Chết rồi, rơi rồi. Đâu rồi? Bông tai ơi. Đừng, đừng mà. May quá. Của bạn này. Mình thấy hết cả rồi. Tại sao bạn phải làm vậy chứ? Tay của bạn xước rỡ máu hết rồi này. Vì mình biết bạn đã rất yêu mến nó mà. Bạn cầm đi này. Nè, cháu ngủ rồi đấy hả? Xúc động quá bác ơi. Hai bạn ấy còn nhỏ mà đã sống rất tình cảm. Thiết là mẹ con bạn nhỏ đã lỡ mất chuyến tàu bác nhỉ? Cháu biết không, lúc đó bác đã rất buồn vì mình không thể tự đi và tự dừng theo ý của mình được để mẹ con bạn nhỏ có thể kịp chuyến tàu. Nhưng rồi bác lại thấy rằng chính vì không thể làm được như vậy nên bác mới được thấy tình cảm ấm áp của những trái tim thiên thần. Đúng vậy đấy bác ạ. Cháu cũng thấy các bạn có trái tim thiên thần. Bác ơi, bác kể cho cháu nghe tiếp đi ạ. Còn nhiều câu chuyện xúc động ấm áp như thế nữa, nhưng giờ cũng muộn rồi, cháu phải đi ngủ đi. Có lẽ đêm nay cháu sẽ chẳng ngủ được bác ạ. Câu chuyện làm cháu thấy hạnh phúc quá. Học cách tôn trọng người khác. Ngốc, ngốc, sao phòng con lại bừa bộn thế này? Có sao đâu mẹ, lát con bảo bác Mận dọn tí là xong mà. Con có nghe mẹ nói không? Ơ kìa mẹ, con đang chơi mà. Mẹ bảo con dọn dẹp phòng đi, con gái con đứa, để cái phòng bừa bộn như thế mà coi được à? Sao con phải dọn? Nhà mình có giúp việc mà. Mẹ thuê bác ấy về, còn bắt con dọn làm gì? Mẹ thuê bác ấy về làm việc cho nhà, nhưng không phải để con ỷ lại mà cứ bày ra như thế. Con cũng phải có ý thức chứ. Bác ấy còn đang bận cơm nước giặt giũ. Dọn đi, mẹ ra ngoài một tí, lát về mẹ kiểm tra đấy. Ok mẹ. Bác Mận, bác Mận ơi, bác dọn phòng cho cháu đi. Mẹ cháu vừa mắng cháu đó. Cháu chờ bác một lát nha. Bác đang dở tay ngoài bếp, lát xong việc bác vào dọn cho. Không được, bác phải dọn luôn cho cháu. Không lát mẹ cháu về, mẹ cháu chửi cháu thì sao? Bác dọn luôn đi. Nhưng mà bác đang nấu cơm. Lát mẹ cháu về chưa có cơm ăn thì... Bác này, cháu bảo bác dọn thì bác cứ dọn đi. Bác là người giúp việc cơ mà. Đấy là việc của bác, chứ có phải là việc của cháu đâu. Thế để bác dọn luôn vậy. Hôm nay con dọn phòng hay là nhờ bác Mận đó? Con, đương nhiên là con rồi. Không tin, mẹ hỏi bác ấy xem. Nó nói có đúng không vậy chị? Vâng, tôi bận nấu cơm nên con bé làm hết đó. Giỏi, lần sau con cứ thế nhé. Ăn dưa cho mát đi con. Ngọc, con ăn uống kiểu gì đấy? Mẹ, mẹ ăn dưa hấu đi ạ. Sao con lại nhả hạt xuống sàn nhà? Con mau nhặt lên đi. Con không để ý, lát mẹ bảo bác Mận lau nhà là được mà. Con tự mình lau đi, bác Mận vừa mới quét nhà và lau nhà xong rồi. Sao lúc nào mẹ cũng bắt con làm công việc của bác Mận thế? Mẹ không bắt con làm gì nặng nhọc hết. Mẹ chỉ muốn con phải biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Bác vừa lau xong mà con lại bày ra thì đó là con không tôn trọng bác rồi. Mẹ lúc nào cũng chỉ bên bác ấy. Chẳng phải mẹ thuê bác ấy về để dọn dẹp hay sao? Bác ấy là người giúp việc mà. Tại sao con phải đi tôn trọng một người giúp việc chứ? Con đừng có hỗn, mau dọn ngay. Mẹ phạt con một tuần không được chơi máy tính nữa. Mẹ, mẹ quá đáng lắm. Ảnh đẹp quá.
Cô Hồng đấy à, đây là ảnh của gia đình tôi. Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại lôi ra ngắm cho đỡ buồn ấy mà. Con Ngọc nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Có nói gì không phải thì bác đừng trách nó nha. Chuyện lúc nãy... Không sao đâu, tôi không để bụng gì hết. Con bé trẻ con mà, cô tốt với tôi thế, tôi làm sao trách được. Xin lỗi chị nhé, tôi đảm bảo nếu như lần sau con bé còn tái phạm, tôi sẽ phạt nó thật nặng. Cảm ơn cô tốt với tôi quá. Trời ơi, có chuyện gì vậy chị Mận? Sao nhà lại đầy đất, còn chăn gói thì lại ướt hết thế này? Tấm hình gia đình của tôi. Trời ơi, chắc chắn là con bé Ngọc rồi. Chắc nó tức vì hôm trước tôi phạt nó, nên nhân lúc chị về quê trút giận đến chị đây mà. Không ngờ nó lại như thế, tôi phải cho nó một trận mới được. Ngọc, xuống đây mau. Ngọc. Thôi mà, đừng đánh con bé. Nhưng cứ thế này, nó sẽ ngày càng hư. Em phải dạy cho nó. Nhưng đánh con bé, liệu nó có thay đổi được không? Hay lại càng thêm ghét tôi? Không biết nó lại làm ra chuyện gì nữa. Mẹ, mẹ gọi con à? Là con làm đúng không? Con... Còn đống đất bẩn trong phòng của bác Mận và ga gối ướt sũng nữa, tất cả là do con làm, đúng không? Con mau xin lỗi bác Mận đi. Sao con lại phải xin lỗi bác ấy chứ? Con đã làm sai mà còn ngang bướng hả? Con nói cho mẹ biết, con có xin lỗi bác Mận không? Con không có sai, con không xin lỗi bác ấy đâu. Bác ấy dù gì cũng là người giúp việc thôi mà. Được rồi. Mẹ. Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm sao? Sao mẹ lại lau sàn thế? Mẹ. Mẹ, mẹ còn giặt chăn gối cho bác Mận nữa. Mẹ để bác ấy làm đi. Bác ấy là người giúp việc mà. Cô để đó tôi làm cho. Hôm nay cô còn nghỉ làm nữa. Không sao, đó là lỗi của con em gây ra. Nếu nó không có thái độ sửa sai thì em cũng phải thay nó chịu trách nhiệm. Chị cứ đi ra ngoài đi. Mẹ, mọi chuyện là do con gây ra mà. Sao mẹ lại phải làm thế ạ? Vì mẹ là mẹ của con. Con sai thì mẹ phải có trách nhiệm sửa sai cho con. Mẹ, đã khuya rồi, mẹ đừng ghép tranh cho bác Mận nữa. Mẹ thay con gánh chịu trách nhiệm, con cảm thấy như thế nào? Có thấy thoải mái không? Và không chỉ có chuyện này đâu. Mẹ biết thường ngày con không hề lễ phép với bác Mận. Mẹ rất không đồng ý. Mỗi một người đều xứng đáng được tôn trọng, dù cho họ có làm nghề nào đi chăng nữa. Con có hiểu không? Con biết con sai rồi mẹ ơi. Ngày mai con sẽ xin lỗi bác Mận. Từ sau con sẽ không thế nữa đâu ạ. Con biết như thế là được rồi. Đừng để mẹ thất vọng về con thêm một lần nào nữa. Hai mẹ con còn ghép nốt bức tranh cho bác Mận rồi đi ngủ nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.